Xin chào, rất vui khi đã được gặp lại các bạn tại channel của mình. Trong tập 19 của Fairy Tail, mối thù của Lucy và Brandis đã được gỡ bỏ bởi sự xuất hiện tạm thời của Aquarius. Tuy nhiên, Nasu đã bị thương rất nặng vì một khối u ác tính hình thành bên trong cơ thể do phải gánh chịu một nguồn ma lực quá tải trong nhiều năm, rơi vào tình thế vô phương cứu chữa. Tuy nhiên, các cụ ngày xưa có câu cái khó mới ló cái khôn. Nhờ vào ma thuật hết sức tuyệt vời của thiên thần Brandis, gọi là lệnh ti, phép thuật có khả năng thay đổi kích cỡ, phóng to hoặc thu nhỏ mọi vật thể, do đó đã cứu sống được mạng của Natsu. Ở một diễn biến khác, những hội pháp sư Lemia Scale, Mordemihir, Sevathus và Pegasus đều thất thủ trước sức mạnh áp đảo hoàn toàn của đội quân Avaris. Ngoài ra, ở phía đông Fiore, tứ thiên vương Isga được cho là nguồn hy vọng cuối cùng của tất cả mọi người đã bại trận trước một God Serena quá mạnh, sát tầm nhân sở hữu tới tận 8 Lacrimaron, ăn hạ gục một lúc 4 thành viên trong hội đồng pháp thuật mà không lấy một vết xước. Sức mạnh của hỗn huyết nhân kẻ được các long thần ưu ái. Tuy nhiên, dù có là long thần hay long chảo mà gặp idol Arcanologia thì cũng lòng hóa mà thôi. Thật vậy, nếu God Serena hạ gục tứ thiên vương Isga mà không lấy một vết xước thì Arcanologia chỉ cần tốn một đòn để tiễn anh về chầu ông bà, vì cái tội đã yếu mà còn thích ra gió, đã ngu mà còn tỏ ra ngu hẳn. God Serena không yếu, thậm chí anh còn rất mạnh ấy chứ, nhưng mà do anh đen mà thôi, nhỉ? Tập sau sẽ là sự xuất hiện của Lôi Long Laser đối đầu với Gua Eto, một thành viên có khả năng phân tích điểm yếu và sử dụng vũ khí hạt nhân làm sức mạnh tấn công, là một đối thủ khắc chế hoàn toàn với sấm sét của Laser. Ngoài ra, Wendy và Oza cũng có mặt để hỗ trợ Kaguya đối đầu với Dimaria Zeta, một thành viên trong thập nhị thuẫn, sở hữu phép thuật đóng băng thời gian xung quanh mình, được kích hoạt bằng cách nghiến răng, cho phép chỉ mình cô có thể di chuyển tự do trong một khu vực nhất định. Việc sử dụng ma thuật này cho phép Dimaria dễ dàng thực hiện các cuộc tấn công, làm cho kẻ thù của mình bị đóng băng và hoàn toàn dễ bị tấn công trong mắt của họ, như thể cô đã làm điều đó trong nháy mắt. Đó là lý do Kaguya đã bị xé toạc quần áo của mình mà không hề hay biết. Chính điều này đã trao cho Dimaria danh hiệu Vakire, công chúa chiến tranh. Theo Dimaria, phép thuật của cô là bất khả chiến bại. Tuy nhiên, bất kỳ ai có thể kiểm soát quy luật không gian và thời gian, có thể tự do di chuyển trong thế giới của cô và vô hiệu hóa ảnh hưởng của nó với người khác. Ví dụ như phép thuật vòng cung thời gian của Ultear Milkovich là một loại phép thuật cổ đã thất truyền liên quan đến thời gian. Đây là ma thuật xoay quanh việc thao tác thời gian của các đối tượng. Những sinh vật vô tri như một cái cây, người dùng có thể nhanh chóng chuyển tiếp thời gian của đối tượng trong tương lai, làm nó phân hủy nhanh chóng hoặc để tấn công đối thủ. Đây là ma thuật có thể làm chậm hay thậm chí là ngăn chặn thời gian của một đối tượng bằng cách đông lạnh nó trong không trung. Người sử dụng có thể quay ngược lại thời gian của một đối tượng bị hư hỏng để khôi phục lại trạng thái ban đầu của nó, ví dụ như là biến băng trở lại thành nước. Cung thời gian có thể kiểm soát hoàn toàn thời gian, có thể du hành đến tương lai hoặc quá khứ. Đây là phép thuật được cho là kẻ thù tự nhiên, bởi nó có thể thay đổi dòng chảy cả thời gian và thay đổi cả lịch sử. Tuy nhiên, cái giá phải trả cực kỳ đắt. Ultear đã trả bằng cả tuổi thanh xuân của mình và gần như mất mạng. Ngoài ra, hầu như không có bất kỳ ma thuật nào có thể khắc chế được Dimaria Zeta. Đó là lý do vì sao chúng ta sắp được thấy sự xuất hiện của cô nàng đáng thương Ultear Milkovich trong tập 20 hoặc 21 sắp tới. Hy vọng các bạn hãy tiếp tục ủng hộ mình bằng cách like và share để mình có động lực làm những video phân tích sức mạnh hay hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hiện tại là gần 5 giờ thì mình cũng mới quay video xong, cho nên mình muốn quay video này để quảng cáo một xíu về cái shop anime của mình. Thì hiện tại mình mới bán về 2 mẫu áo về Fairy Tail, đó là mẫu về Natsu và Gray, và mẫu thứ hai là về Zeref với lại Natsu. Đó, thì hai mẫu này đều có giá là 140.000 và sẽ hỗ trợ size từ size S tới size 3XL, tức là từ 30 tới 90 kg đều mặc được. Ví dụ như bạn size S thì bạn có thể nhấn vào S là bạn chọn mua ngay, bạn size L thì bạn có thể nhấn mua ngay. Đó, còn bạn nào mà không biết là mình mặc size gì thì các bạn có thể nhấn phần size chart thế này nè. Đó, là nó sẽ hiện ra cái bảng size, ví dụ như từ 38 tới 46 kg là size S, từ 55 tới 62 kg là size L. Đó, các bạn có thể dễ hình dung là mình đang mặc cái size gì hơn. Sau đó các bạn chọn size áo và các bạn đặt mua, rồi các bạn điền địa chỉ vô và ok thôi. Đó thì giá áo là 140.000. Khi mà các bạn mua hàng mà từ 200.000 trở lên á, thì sẽ được free ship. Các bạn chỉ cần nhấn vào những mã giảm giá và các bạn chọn free ship thôi là sẽ được miễn phí vận chuyển. Mai mốt thì mình sẽ nhập thêm về móc khóa hay là poster các thứ, nhưng mà hiện tại chỉ bán áo thun thôi. Đó thì hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ mình. Và link mua thì mình sẽ để trên màn hình, các bạn có thể check trên màn hình là shopee.vn/Bi Huỳnh shop với link không dấu, hoặc là mình sẽ để ngay ở dưới mô tả video này. Các bạn chỉ cần kéo xuống video và các bạn sẽ thấy ngay cái link thôi. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hiện tại thì 5 giờ sáng rồi mình mới làm video xong, cho nên là cái mặt mình nó hơi ngéo một xíu, cho nên là hy vọng rằng các bạn thông cảm nha. Bye bye và nhớ ủng hộ Shopee của mình nha. Annyeong.